Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMTV. Hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ rút khỏi thỏa thuận tên lửa hạt nhân với Nga. Ngoại trưởng Mike Pompeo vừa thông báo quyết định của Mỹ về việc rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, viết tắt INF, một thỏa thuận tên lửa hạt nhân quan trọng với Nga. Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực sau 6 tháng. Theo hãng tin Reuters, trong phát biểu từ trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 1 tháng 2, ông Pompeo giải thích lý do Mỹ phải đi đến quyết định này là do, trong 60 ngày qua, Nga không thèm thực thi bước đi nào để quay lại việc tuân thủ hiệp ước một cách thực sự và có thể kiểm chứng. Ông Pompeo cho biết, quyết định này của Mỹ sẽ có hiệu lực sau 6 tháng nữa, nếu như tình hình không có gì thay đổi từ phía Nga. Tổ chức NATO đã lập tức ra thông báo ủng hộ hoàn toàn quyết định của Mỹ. Trước đó, trong ngày, Moscow đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc Mỹ chuẩn bị rút khỏi INF, đồng thời chỉ trích Washington không chịu lắng nghe hoặc đàm phán với Nga nhằm tránh một kết quả như vậy. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng sự thiếu thiện chí của Mỹ trong việc lắng nghe các lý lẽ cũng như duy trì các cuộc đàm phán với Nga cho thấy quyết định của Washington rút khỏi INF đã được đưa ra từ trước đó rất lâu. Nga và Mỹ đã không đạt đến tiến triển trong cuộc đàm phán liên quan hiệp ước INF vào ngày 31 tháng 1 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrei Thompson bên lề cuộc họp của nhóm 5 cường quốc hạt nhân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Phát biểu với hãng tin RIA của Nga, Thứ trưởng Ryabkov thừa nhận thật không may không có tiến triển nào như chúng ta đã biết bước tiếp theo đang xảy ra. Giai đoạn tiếp theo bắt đầu, đó là giai đoạn mà Mỹ chấm dứt các nghĩa vụ của nước này trong INF. Và ngay trong ngày hôm sau, Mỹ đã tuyên bố bước đi chính thức của mình. INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km. Tháng 10 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước khi chế tạo loại tên lửa Novator 9M729. Đến tháng 12 năm 2018, Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước này nếu Nga không tuân thủ trở lại thỏa thuận này trong vòng 60 ngày, tức thời hạn chót là ngày 2 tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên, Nga tuyên bố không tiêu hủy Novator 9M729, đồng thời khẳng định loại tên lửa này không vi phạm INF. Theo phía Nga, Mỹ dựng cớ để rút khỏi INF để có thể tự do phát triển những loại tên lửa mới. Tổng thống Nga Putin cho rằng Mỹ rút khỏi INF sẽ đe dọa số phận của hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược TAR-3, văn kiện cuối cùng trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Ông Trump nói sẽ gặp ông Tập trên đường đi gặp ông Kim. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng 2 này, trên đường ông đi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo báo South China Morning Post của Hồng Kông, trong tuyên bố từ phòng bầu dục sau một cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, ông Donald Trump cho biết có thể kết hợp gặp ông Tập trong chuyến đi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng 2 này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng tiết lộ cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa ông Trump và ông Un sẽ diễn ở đâu đó tại châu Á. Như vậy, cuộc gặp với ông Tập cũng rất thuận tiện, như cách ông Trump từng ghé thăm Trung Quốc trước khi sang Đà Nẵng dự hội nghị cấp cao APEC. Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin, Trung Quốc đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Hải Nam Trung Quốc nhiều khả năng vào cuối tháng 2 tới nhằm giải quyết cuộc chiến thuế quan giữa hai nước này. Trong khi đó, cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố tốt đẹp sau cuộc đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc tại Washington trong hai ngày 30 và 31 tháng 1. Tòa Bạch Ốc cho biết, mục đích của cuộc đàm phán thương mại này là đạt được sự thay đổi về cấu trúc cần thiết tại Trung Quốc, yếu tố mà Washington cho rằng ảnh hưởng đến thương mại song phương. Lá thư của ông Tập, phái đoàn do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu sang Mỹ, đã cho thấy tầm quan trọng của vấn đề bởi ông Lưu Hạc là nhân vật then chốt của phía Trung Quốc nhằm giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ. Trong chuyến sang Washington lần này,
ông Lưu Hạc còn mang theo lá thư của ông Tập gửi cho ông Trump. Thông tin cho biết, trong lá thư này, ông Tập bày tỏ hy vọng hai bên sẽ cùng thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót vào ngày 1 tháng 3 tới. Lá thư được công bố trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Tòa Bạch Ốc. Trong thư, nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ quan hệ Trung-Mỹ đang trong giai đoạn then chốt mà ông hy vọng hai bên sẽ tiếp tục làm việc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Đáp lại, Tổng thống Trump cho biết, đó là lá thư tốt đẹp và bày tỏ lạc quan là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay. Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Trump thông báo sau đó, các cuộc họp đang diễn ra tốt đẹp với thiện chí và tinh thần tốt từ cả hai bên. Trung Quốc không muốn tăng thuế và cảm thấy họ sẽ làm tốt hơn nhiều nếu họ đạt được một thỏa thuận họ đã đúng. Theo ông, sẽ không có thỏa thuận nào đạt được cho đến khi ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận và nhất trí về một số vấn đề lâu dài và khó khăn. Thưa quý vị, Mỹ cảnh báo Venezuela không chuyển vàng ra nước ngoài. Quan chức Washington đe dọa các thành viên chính phủ Venezuela sẽ hứng chịu hậu quả nếu đưa vàng ra khỏi đất nước. Sẽ có những hậu quả cho những người liên quan đến các hành động đó. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất này để thay đổi. New York Post ngày 31 tháng 1 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên, đề cập đến thông tin chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có dấu hiệu chuyển vàng và dầu ra các nước khác trong những ngày gần đây. Dù không đưa ra được các bằng chứng rõ ràng, quan chức Mỹ vẫn cáo buộc rằng đây là hành động cướp phá vào phút chót của chính quyền Tổng thống Maduro nhằm chống lại Tổng thống tự phong Juan Guaido. Cảnh báo được Washington đưa ra sau khi Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao am hiểu kế hoạch cho biết Venezuela sẽ bán 15 tấn vàng dự trữ trong ngân hàng trung ương cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt UAE, trong những ngày tới để đổi lấy tiền euro. Theo số liệu của ngân hàng trung ương, Venezuela đang sở hữu 132 tấn vàng trị giá nhiều tỷ USD tại Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Anh. Tính đến cuối tháng 11 năm 2018, nước này cũng có trữ lượng vàng lên tới 8.000 tấn. Theo quan chức Mỹ nói trên, Washington vẫn muốn duy trì hoạt động của PDVSA, tập đoàn dầu mỏ quốc danh Venezuela có chi nhánh Cisco ở Mỹ, nhằm đảm bảo Maduro và những người thân tín không thể lấy dầu của Cisco theo cách mà họ đã làm nhiều năm. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Người dân Bangkok ho ra máu, mọi người đeo khẩu trang vì ô nhiễm nặng. Sinbi Manu Subasai được chẩn đoán bị nhiễm trùng phổi sau khi nôn và ho ra máu trong 3 ngày vì hít khói bụi ở Bangkok. Thủ đô Bangkok của Thái Lan bị bao phủ bởi lớp khói dày suốt nhiều tuần nay, buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Những người bị ảnh hưởng bởi ho nhiễm không khí chia sẻ trên mạng xã hội, các bức ảnh cho thấy họ bị chảy máu mũi hoặc ho ra máu sau khi hít phải khói bụi. Sinbi Manu Subasai, một người Bangkok, nôn và ho ra máu suốt 3 ngày. Anh sau đó được chẩn đoán bị nhiễm trùng phổi dù chưa từng gặp vấn đề về hô hấp. Không khí ô nhiễm chứa vi khuẩn, virus gây ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Prinanu Subasai nói, dù bạn nghĩ rằng mình khỏe mạnh, môi trường ô nhiễm này vẫn sẽ gây hại cho bạn. Nathawut Sirichai Narumi, một nhân viên văn phòng kể rằng, tay anh đầy máu sau khi hắt hơi và cho rằng nguyên nhân cũng là do khói bụi ở Bangkok. Hai ngày trước, mũi tôi bị đau khi hít thở, tôi hắt hơi suốt đêm. Đến sáng hôm sau thì hắt hơi ra máu, anh nói, tôi hoàn toàn sốc vì cả đời chưa bao giờ bị như thế. Thậm chí các con vật cũng đổ bệnh do ô nhiễm không khí. Bệnh viện thú y Bangkok cho hay, một con thỏ được đưa tới đây bị chảy máu mũi, còn một con chó bị mất giọng suốt nhiều ngày. Kết quả chụp X-quang cho thấy, phổi, khí quản và phế nang của nó bị phủ bụi, gây khó thở. Tôi hy vọng câu chuyện về con chó của tôi sẽ cảnh báo mọi người về tình trạng ô nhiễm hiện nay tồi tệ ra sao, chủ nhân của con vật nói. Vấn đề ô nhiễm vẫn đang tiếp diễn và không biết bao giờ mới kết thúc. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bảo vệ mình và người thân. Evisubo, tổ chức giám sát chỉ số chất lượng không khí trực tuyến cho biết, chỉ số không khí ở Bangkok đang là 171, tương đương mức có hại cho sức khỏe, tăng từ 156 hồi đầu tháng. Chính quyền nước này đã nỗ lực xua tan khói bụi bằng cách tạo mây để gây mưa và dùng thiết bị bay để phun nước toàn thành phố Bangkok. Tuy nhiên, thống đốc Aksawin Quanmuang thừa nhận đây không phải là giải pháp lâu dài. Những người hiểu biết về vấn đề này, đừng nêu ý kiến với người khác, hãy nói với tôi, ông nói.
Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Tết vô gia cư của người dân bị cưỡng chế ở Cồn Dầu, Lộc Hưng. Các hộ dân bị cưỡng chế nhà ở giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng và vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn chia sẻ với VOA rằng họ ăn cái Tết hết sức đau đớn và bi thảm, xuân về nhòa trong nước mắt và sự cam chịu. Ông Huỳnh Ngọc Trương, người dân tại giáo xứ Cồn Dầu, mô tả nỗi khó khăn của người dân bị cưỡng chế. Ông nói rằng họ từng có nhà cửa khang trang nhưng đã trở nên vô gia cư. Tết đến, xuân về mà họ không có nhà, họ phải trọ ở các nhà khác trong giáo xứ Cồn Dầu. Hai ba gia đình gom về ở chung với nhau, các gia đình còn nhà thì chia sẻ với gia đình mất nhà vài lon gạo, chai nước mắm hay đòn bánh tét. Đó là tình cảm của bà con dành cho những người mất nhà. Họ sống rất vất vả, khó khăn, một cái Tết rất là buồn. Chính quyền thành phố Đà Nẵng loan báo, họ đã thực hiện cưỡng chế hôm 15 tháng 11 năm 2018 với 7 trường hợp có nhà đất tại tổ 85, phường Hòa Xuân, nằm trong diện giải tỏa, nhưng không chịu bàn giao mặt bằng để triển khai dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Mất nhà khi đang ở Mỹ, ông Trường nói thêm rằng, chính quyền thực hiện cưỡng chế nhà và đất của bà Nguyễn Thị Hải trong ngày hôm ấy khi bà đang thăm con ở Mỹ. Sau khi bà Nguyễn Thị Hải đi vắng, thì chính quyền thành phố đã cưỡng chế nhà bà. Khi bà quay về thì nhà đã tan hoang. Bà lăn lộn thảm thiết khi nhìn thấy ngôi nhà của mình không còn nữa. Bà có dựng căn lều, nhưng chưa đến 2 tiếng sau thì chính quyền quy động lực lượng giống như hôm cưỡng chế, xông vào và xô ngã lều trở về phường. Bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ rằng, trong chuyến đi đến thủ đô Washington vào đầu tháng 11 năm 2018, bà đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về nguy cơ nhà bà bị cưỡng chế. Tôi đã nhờ Bộ Ngoại giao Mỹ can thiệp, cứu giúp tôi, nhưng sau đó thì chính quyền vẫn cưỡng chế vào ngày 15 tháng 11. Người già vô gia cư. Bà Nguyễn Thị Mộng Hoàng, một nạn nhân khác có nhà bị cưỡng chế, thuật lại sự việc diễn ra hôm 15 tháng 11. Người ta cắt điện, cắt nước vào sáng ngày 14, lực lượng an ninh bao quanh nhà. Khuya ngày 14 thì họ đi quanh cả đêm. Đến sáng ngày 15 thì lực lượng công an, an ninh, tổng cộng cả ngàn người cùng xe cứu thương, cứu hỏa, xe phá sóng, v.v. Có cả những người bịt khẩu trang đến cưỡng chế. Nhà tôi bị bắt giam lỏng và cả thảy 8 người ở trên phường. Báo Đà Nẵng nói, đã được triển khai hơn 10 năm nhưng dự án Hòa Xuân vẫn chưa về đích. Tình hình ở Cồn Dầu nóng lên khi một số ít hộ dân ở đây tiếp tục gửi đơn khiếu kiện về thu hồi đất. Tết nương náu ở công viên. Trong khi đó, Tết đến với các cư dân có nhà bị cưỡng chế tại vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình ở thành phố Sài Gòn lại còn bi đát hơn khi hơn 100 hộ dân nơi đây vất vả đi tìm nơi lưu trú sau hai đợt cưỡng chế vào ngày 4 và ngày 8 tháng 1 năm 2019. Bà Trần Minh Thi, một cư dân Lộc Hưng, chia sẻ với VOA về cuộc sống hậu cưỡng chế. Chúng tôi không còn nhà cửa để đón Tết. Chúng tôi tứ tán mỗi người mỗi nơi, tinh thần hoảng loạn. Chúng tôi không có không khí gì gọi là Tết cả. Chúng tôi phải tìm nơi khác thuê nhà, không còn cái gì cả. Thôi thì chúng tôi đành phải chấp nhận. Bà Thi nói thêm, ai chưa rút được với cha mẹ thì chưa rút. Một số thì đi thuê mướn nhà ở xa như Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè có giá rẻ hơn một chút để có nơi sinh hoạt hàng ngày. Một số người khó khăn thì phải sống ở công viên, vào nhà sách, siêu thị để tắm rửa, còn ăn uống, ngủ nghỉ thì thật khó khăn. Ông Trường chia sẻ rằng, ông sẽ cùng người dân giáo xứ Cồn Dầu sau Tết sẽ ra thủ đô Hà Nội khiếu kiện và có kế hoạch lưu ở đó dài hạn. Trong khi đó, hơn 160 hộ dân Lộc Hưng cùng với sự trợ giúp của 17 luật sư đã lập hồ sơ khởi kiện chính quyền. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Quý vị đã theo dõi chương trình, hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.